Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Các phượng xuất hiện sau thời gian nhập viện, vẻ ngoài hốc hác thấy rõ. Thời gian gần đây, thông tin các phượng nằm viện vì gặp vấn đề về sức khỏe đã nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh đó, còn có tin đồn nữ nghệ sĩ đã chia tay Kiều Minh Tuấn, làm sự việc ồn ào hơn. Sau những việc không hay, các phượng đã chia sẻ khung ảnh đời thường để mọi người yên tâm hơn. Các phượng trở lại sau thời gian nằm viện vì nhiều ồn ào vây quanh. Mới đây, trên trang cá nhân của các phượng vừa chia sẻ hình ảnh trong ngày trở lại sau khi xuất viện vì bệnh tiền đình, nữ nghệ sĩ diện đồ trẻ trung ra phố tắm nắng. Các phượng viết: lần đầu tiên các ra tắm nắng cho khỏe khoắn, nữ nghệ sĩ trở lại với hình ảnh trẻ trung sau thời gian đối mặt với những ồn ào liên quan đến sức khỏe. Dù nở nụ cười nhưng vẻ ngoài của nữ nghệ sĩ vẫn còn hốc hác, gầy hơn trông thấy. Phần da mặt của các phượng cũng bị ảnh hưởng, nữ nghệ sĩ khoe hình ảnh trẻ trung nhí nhố ở tuổi 51. Các phượng chọn bộ trang phục màu cam nổi bật với hình ảnh bà mẹ một con sáng tiếp thông báo cho bản thân đã khỏe mạnh sau chuỗi ngày đối mặt với những vấn đề về sức khỏe và thông tin không hay trên mạng xã hội. Được biết, vừa qua nữ nghệ sĩ sinh năm 1970 đã nhập viện cấp cứu giữa đêm. Theo đó, bệnh tiền đình của các phượng chuyển nặng do làm việc quá. Cô đón ánh nắng, chào ngày mới rạng rỡ sau chuỗi ngày nằm viện. Tuy nhiên, nhiều thông tin lại cho biết nữ diễn viên đang trong cơn nguy kịch. Trước điều này, bạn gái Kiều Minh Tuấn chia sẻ: tôi còn sống, chưa mất như các thông tin tào lao đăng ngang. Các không biết phải nói như thế nào với mọi người ngoài hai chữ cảm ơn. Quá nhiều tin nhắn hỏi và muốn biết về tình hình sức khỏe của các phượng. Các ngủ ly bì, ăn vào không ói nữa, nhưng khi nằm xuống thì đầu óc vẫn còn đau ở phía sau óc, đồng thời đau vẫn còn nặng nề. Tôi muốn xin ngày mai xuất viện. Các phượng nhập viện khiến nhiều đồng nghiệp lo lắng. Bên cạnh đó có nhiều thông tin không hay. Không dừng lại ở đó, nhiều tin đồn chia tay của các phượng và người yêu còn dấy lên. Trong thời điểm nằm viện, nữ diễn viên cũng phải chia sẻ tin nhắn cùng Kiều Minh Tuấn để chứng minh cả hai vẫn còn mặn nồng, chỉ vì lịch trình công việc mà không thể ở bên nhau. Hình ảnh các phượng vào viện được đồng nghiệp chia sẻ. Ở thời điểm hiện tại, các phượng đã khỏi bệnh và trở lại với công việc cuộc sống thường ngày. Bà mẹ một con bận rộn cũng không quên cập nhật hình ảnh bản thân để mọi người có thể biết và đỡ lo lắng hơn. Trải qua nhiều sóng gió nhưng câu chuyện tình yêu của nữ diễn viên vẫn vô cùng tốt đẹp. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.